Những lời dạy của Đức Phật gọi là kinh còn để lại trong kinh sách rất khó hiểu, mà trưởng lão cũng xác nhận nếu không phải là người tu chứng thì không hiểu được. Vậy ngày xưa Đức Phật muốn phát biểu hay giảng dạy điều gì thì chỉ nói một vài câu ngắn ngủi vậy rồi thôi sao? Hay là sau khi phát biểu vài câu ngắn ngủi ý chánh thì Đức Phật cũng có một bài giảng giải nghĩa rõ ràng từng chi tiết như trưởng lão đã giảng lại lời Phật dạy trong các kinh sách của trưởng lão? Đó, đọc trong kinh Nikaya, chúng ta mới thấy Đức Phật thuyết giảng rất kỹ, từ lý thuyết đến thực hành rõ ràng. Và sau khi thuyết pháp xong, Đức Phật còn trùng tuyên lại chữ nghĩa giải thích rõ ràng những từ khó hiểu, rồi còn cô động lại bài thuyết giảng thành câu kinh pháp cú. Đức Phật là một nhà sư phạm truyền đạt tư tưởng đạo đức rất cẩn thận kỹ lưỡng, làm cho mọi người tiếp thu một cách dễ dàng. Tuy Phật giảng rất kỹ, nhưng đầu óc con người trong thời Đức Phật cũng như con người hiện nay đều đầy ắp những kiến giải mê tín hư ảo huyền bí trong thế giới siêu hình. Và những sự hiểu biết mê tín này, nó đã trở thành những thói quen, những phong tục tập quán của một dân tộc, của một đất nước. Cho nên, dù pháp Phật có hay đến bậc nào cũng không thể lọt vào tai của họ được. Cùng đọc một câu kinh Nikaya mà người mê tín hiểu theo kiểu mê tín, mà người tu thiền hiểu theo kiểu thiền tông, mà người tu mật tông hiểu theo kiểu mật tông, mà người tu theo pháp môn tịnh độ hiểu theo kiểu tịnh độ. Chỉ có người tu tập làm chủ sinh già bệnh chết thì hiểu đúng lời thuyết giảng của Phật. Tại vì pháp của Phật là dạy tu tập làm chủ sinh tử luân hồi, nên người tu tập làm chủ sinh tử luân hồi thì mới hiểu đúng nghĩa. Phật giảng dạy nghĩa lý rõ ràng, nhưng mọi người hiểu nghĩa lý một cách khác nhau là do tâm niệm của họ đầy ắp những kiến giải, tưởng giải của ngoại đạo, của Bà La Môn. Vì thế, nghĩa lý của kinh sách Phật lần lần hiểu ra thành kinh sách ngoại đạo, và cụ thể nhất là kinh sách Phật giáo Đại Thừa và Thiền Tông Trung Hoa. Cho nên trách Phật thuyết giảng ngắn ngủi, không nghĩa lý đầy đủ là sai. Phật bao giờ cũng giảng dạy nghĩa lý rõ ràng, còn ai hiểu hay không hiểu là vì tư tưởng của quý vị quá đầy ắp những cái sai, nên quý vị không thể hiểu đúng được. Nhà dạy đạo tu hành cũng giống như nhà sư phạm, hai người đều cố gắng truyền đạt lại tư tưởng văn hóa đạo đức hay những phương pháp tu tập để những người nghe tiếp nhận đúng nghĩa một cách dễ dàng. Ở đây chúng ta nên nhắm vào người nghe. Nếu người nghe đầy ắp những tư tưởng mê tín lạc hậu, đầy ắp những tư tưởng giáo pháp của ngoại đạo thì sẽ hiểu không đúng lời dạy của Phật. Đó là lỗi của người nghe. Nếu trưởng lão Thích Thông Lạc không nói mạnh, không chỉ thẳng giáo pháp của Đại Thừa và Thiền Tông sai, thì trưởng lão có giảng kinh Nikaya hay đến bậc nào thì cũng sẽ hiểu theo kiểu Đại Thừa. Nhờ vạch cái sai của kinh sách Đại Thừa mà quý vị mới hiểu đúng nghĩa của Phật dạy.